Đợt mưa bão đang hoành hành tại bang California của Mỹ đã lên mức đặc biệt nghiêm trọng, buộc Tổng thống Joe Biden phải phê chuẩn tình trạng khẩn cấp để cơ quan tình trạng khẩn cấp liên bang phối hợp chính quyền bang California triển khai các biện pháp ứng phó và khắc phục hậu quả. Ghi nhận của phóng viên Truyền hình Việt Nam. Chịu ảnh hưởng nặng nề nhất đến thời điểm này là quận ven biển Santa Cruz thuộc miền Bắc bang California. Ít nhất một cây cầu và một bến tàu đã bị hư hỏng nặng. Lở đất khiến nhiều tuyến đường đã phải tạm thời bị đóng lại. Hầu hết những ngôi nhà và nhiều cơ sở thương mại dọc bãi biển du lịch Capitola nổi tiếng đã bị hư hại. Tôi chưa bao giờ thấy cảnh tượng này trong đời. Tôi đã sống ở Santa Cruz này 25 năm và những gì xảy ra thật không tưởng tượng nổi. Khủng khiếp nhất là khi mưa ngớt và chứng kiến những thiệt hại. Con đê chắn sóng bê tông, toàn bộ con đường đi bộ dài gần 4 km của chúng tôi đã bị phá hủy. Cái tủ lạnh của chúng tôi thì nằm giữa đường. Yêu cầu sơ tán và cảnh báo lở đất cùng ngập úng trên diện rộng cũng đã được ban bố tại nhiều khu vực thuộc quận Sacramento, thủ phủ bang California. Đến chiều ngày thứ Hai, mùng 9 tháng 1, người dân thuộc các thị trấn miền trung bang California cũng được yêu cầu sơ tán khẩn cấp do mối đe dọa tới sự an toàn của tính mạng. Lượng mưa lên tới 30cm đã khiến một số khu vực chìm sâu dưới nước. Sau gần 2 tuần mưa bão, hiện trên toàn bang California đã có ít nhất 12 người thiệt mạng và hơn 100.000 hộ dân vẫn còn đang trong tình trạng không có điện. Theo dự báo, thì bắt đầu từ đêm ngày 9 tháng 1 giờ địa phương sẽ có thêm 2 đợt mưa bão lớn nữa đổ bộ vào khu vực miền Nam bang California. Mặc dù lượng mưa được dự báo là sẽ ít hơn, song sức gió sẽ mạnh hơn và có thể lên tới hơn 100 km một giờ. Chính quyền địa phương cảnh báo người dân không nên đi ra đường, cần tích lũy đồ ăn liền và các nhu yếu phẩm cần thiết để sẵn sàng ứng phó với những tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Lê Minh, phóng viên Truyền Việt Nam từ bang California, Mỹ. Trước đợt mưa bão lần này thì hàng triệu người dân của nước Mỹ cũng đã phải chật vật ứng phó với đợt bão tuyết càn quét trên khắp quốc gia này, gây mất điện cũng như là cản trở giao thông và khó khăn trong sinh hoạt.